Vâng, xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại một lần nữa đồng hành cùng nhau trong một trận đấu. Barcelona đang bước ra sân. Vâng thưa quý vị, đội bóng đang ra sân với sơ đồ là 4-3-3. Không quá ngạc nhiên họ đã muốn tạo ra một thế trận tấn công từ phía hai hành lang cánh. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Barcelona. Jordi Alba, Crespion, Emmanuel Petit, Samuel Eto'o. Như vậy là bóng đã được đưa vào trong sau pha tạt bóng vừa rồi. Neymar, Ronaldinho, Piqué, Emmanuel Petit, một pha tạt bóng, đó là nỗ lực để tấn công nhưng họ đã bị ngăn chặn. Ném biên cho Barcelona. Jordi Alba, bên trong đang trống trải, cơ hội để thực hiện pha tạt bóng. Vâng, một pha mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm. Vâng, đó là pha tạt bóng. Họ đã cố gắng tấn công nhưng thật tiếc, hậu vệ của đối phương đã thi đấu rất tập trung. Một tình huống kiên trì đeo bám và anh ấy đã đoạt lại bóng rồi. Juan Cuadrado, Vlahovic, các cầu thủ đang chạy lên để tham gia vào pha tấn công này. Pha tạt đưa bóng vào trong. Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Angel Di Maria. Huấn luyện viên đang rất thất. Một pha mất bóng trong vòng cấm. Đó là đường chuyền bóng chính xác. Bóng đã tới chân đồng đội. Emmanuel Petit, Neymar, liên tục di chuyển và họ luôn có... Đó là bàn thắng cho Barcelona. Pha lập công đẹp mắt. Một pha dứt điểm tinh tế của Ronaldinho. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng này. Wow, một cú sút tuyệt vời. Barcelona đã vươn lên dẫn trước ngay từ tình huống giao bóng. Đường chuyền về cho đồng đội. Adrian Rabiot.
Juan Cuadrado. Một tình huống tấn công nhanh, cơ hội để tìm kiếm bàn thắng. Locatelli. Philip Kostic. Pha chọc khe hoàn hảo nhưng các hậu vệ đã xuất hiện kịp thời để cắt đường chuyền đó. Samuel Eto'o. Calespion. Lionel Messi. Sergio Busquets. Một sự liên kết chặt chẽ, họ đã phối hợp với nhau rất ăn ý. Locatelli. Đó đang là cơ hội rộng mở để thực hiện một pha tạt bóng. Neymar đã rơi vào bẫy việt vị. Juan Cuadrado. Họ đang triển khai một pha phản công. Enzo Semedo đang đưa bóng về phía trước. Hiệp một kết thúc với lợi thế cho Barcelona. Locatelli. Danilo. Đồng đội của anh ấy đang chờ đợi ở bên phía cánh phải. Các tiền đạo đang phối hợp không ăn ý và họ đã để mất bóng. Đó là cú sút. Đó là bàn thắng cho Barcelona. Anh đã có bàn thắng, không quá bất ngờ. Cầu thủ này luôn duy trì được khả năng ghi bàn của mình qua từng trận đấu. Hãy nhìn xem, anh ấy đã có một pha ghi bàn đẳng cấp. Tỷ số hiện đang là 2-0. Thời gian được cộng thêm 2 phút bù giờ. Lionel Messi. El colegiado va a añadir 2 minutos. Thủ môn đã ôm gọn trái bóng trong tay. Trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 và tỷ số là 2-0. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị thưởng thức 45 phút tiếp theo trong trận đấu ngày hôm nay thôi nào. Adrian Rabiot. Locatelli. Angel Di Maria. Một đường chuyền lơ lửng thành công. Các cầu thủ đang tìm kiếm cơ hội. Họ lên bóng một cách chậm rãi. Một ngày thi đấu quá tốt, anh ấy đã cản phá rất xuất sắc. Một quả phạt góc cho đội bóng. Một pha bóng chuẩn xác trước sức ép tấn công của đối phương. Đó tiếp tục là pha phạt góc. Vlahovic, đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Tiếp tục có pha phạt góc cho đội bóng. Calespion đang đưa bóng về phía trước. Philip Kostic. Cú sút đã bị cản phá, quá đơn giản cho thủ môn. Neymar. Lionel Messi. Ronaldinho. Một cú sút.
Sergio Busquets đã nổ súng, pha ghi bàn đẳng cấp. Phong độ của thủ môn đang chạm đáy mất rồi. Anh ấy phải chịu trách nhiệm cho bàn thua vừa rồi. Với góc máy này, chúng ta có thể xem rõ pha lập công vừa rồi là ấn tượng ra sao. Trận đấu hiện đang là 3-0. Adrian Rabiot. Locatelli. Crespion đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tắc bóng đó. Juan Cuadrado liên tục nhận được các đường truyền từ đồng đội. Philip Kostic. Wow, quá là bất ngờ. Bây giờ họ sẽ tìm kiếm bàn thắng vào cuối trận. Họ đang muốn đẩy mạnh tấn công. Họ đang thay đổi cách thi đấu với các đường bóng dài lên phía trên. Ronaldinho. Jordi Alba. Samuel Eto'o. Vâng, anh ấy có thể thực hiện pha tạt bóng vào trong. Đó là tình huống việt vị và di chuyển quá sớm. Huấn luyện viên đã cho một tiền đạo cánh rời sân. Anh đã không hoàn thành trận đấu như mong muốn khi không tạo ra được nhiều cơ hội. Locatelli. Khoảng cách rất lớn về mặt tỷ số, thời gian trận đấu không còn nhiều. Đây là cơ hội tốt để thực hiện pha tạt bóng vào trong. Anh ấy đã lãng phí cơ hội với một tình huống dứt điểm và ngăn chặn cú sút. Anh ấy đã để mất bóng trong vòng cấm rồi. Jordi Alba. Crespion. Cơ hội để tấn công, bóng được đẩy ra biên. Barcelona vẫn đang dẫn trước trong hiệp 2 này. Một kết quả không có gì bất ngờ. Lionel Messi. Ronaldinho. Đường chuyền tốt và cơ hội cho Barcelona. Federico Chiesa. Philip Kostic. Trận đấu đã kết thúc và chiến thắng đã thuộc về Barcelona.